khớp bụng nè. Một là chỉ huy, một là chỉ thẳng lên như vậy, một là chỉ thẳng lên như vậy và giao hàng đúng rồi, ok rồi các bạn. Chụp hình để chuẩn bị cho mùa mới của VCS và sau một tiếng đi xe này team của mình đã tới studio thì bây giờ anh em chuẩn bị đi vào chụp hình thôi. Năm nay tụi mình đánh offline ở tại Gigi Stadium Long An nên là chụp hình ở Long An luôn. Mong các bạn thi đấu là nhớ đi xuống Long An coi. Các bạn giống bạn mới ngày xưa ha. Mình là trợ lý thay thế vị trí của Mitu. Dạ, 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 dạ. Làm gì đây?